Tử vi tuổi kỷ dậu Sinh năm 1969 từ giờ đến cuối tháng 8 âm lịch Sẽ có những thử thách, nhưng với sự kiên trì và tỉnh táo Bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua và thu được những kết quả tích cực Tổng quan tử vi tuổi kỷ dậu 1969 Tuổi kỷ dậu 1969 thuộc mệnh đại trạch thổ Đất nền nhà, mang trong mình tính cách bền bỉ, kiên định và có khả năng đối mặt với những thử thách với những đặc điểm nổi bật về sự kiên trì và sâu sắc, bản mệnh thường sống có trách nhiệm và biết cách duy trì cân bằng trong cuộc sống. Từ giờ đến cuối tháng 8 âm lịch, vận trình của bản mệnh có những biến chuyển đáng chú ý trên các phương diện công việc, tài chính, tình cảm, sức khỏe và gia đạo. Về sự nghiệp và tài chính, từ giờ đến cuối tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh không quá ồn ào nhưng cũng không thiếu những thách thức nhỏ. Trong giai đoạn này, bản mệnh có thể sẽ đối diện với những khó khăn đặc biệt là trong việc duy trì sự ổn định trong công việc điều này đòi hỏi sự cẩn trọng tập trung và thận trọng hơn trong các quyết định dù vậy vẫn may về tài lộc vẫn có thể đến nhưng không quá dồi dào nếu bản mệnh đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý tài chính đây là thời điểm cần cân nhắc kỹ lưỡng các khoản đầu tư thị trường không mấy thuận lợi dễ xảy ra những biến động bất ngờ do đó cần chú ý và không nên mạo hiểm với những dự án hoặc kế hoạch lớn. Tuy nhiên, những khoản đầu tư nhỏ và dài hạn vẫn có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Bản mệnh nên thận trọng trong việc tiêu xài, quản lý tài chính cá nhân, tránh tiêu quá mức vào các khoản không cần thiết. Có thể phát sinh một vài khoản chi bất ngờ, như sửa chữa nhà cửa hoặc mua sắm trang thiết bị mới, do đó cần chuẩn bị tài chính trước để tránh bị động. Lời khuyên giữ vững lập trường và cẩn thận trong việc đưa ra các quyết định tài chính tránh tham gia các dự án rủi ro cao và không nên quá kỳ vọng vào những khoản thu nhập lớn trong thời gian ngắn về tình cảm và gia đạo về mặt tình cảm bản mệnh có một giai đoạn ổn định không có nhiều biến động lớn nhưng cũng cần chú ý đến cách đối xử với người thân trong gia đình đôi khi áp lực công việc và tài chính có thể khiến bản mệnh dễ căng thẳng và gây ra những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình nếu bản mệnh đã có gia đình đây là khoảng thời gian cần dành nhiều thời gian hơn cho người bạn đời và con cái việc lắng nghe và chia sẻ sẽ, sẽ giúp bản mệnh giải tỏa căng thẳng và thấu hiểu hơn về mong muốn của đôi phương một bữa cơm ấm áp một buổi trò chuyện cởi mở sẽ giúp không khí gia đình hài hòa đầm ấm hơn đối với những bản mệnh còn độc thân thời gian này không phải là lúc lý tưởng để bắt đầu một mối quan hệ mới có thể bản mệnh sẽ gặp một vài đối tượng tiềm năng nhưng cảm xúc chưa đủ chín mùi để tiến tới mối quan hệ lâu dài thay vào đó hãy dành thời gian cho bản thân phát triển sự nghiệp và chờ đợi thời điểm thích hợp hơn lời khuyên cân bằng giữa công việc và tình cảm tránh để công việc ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ gia đình lắng nghe và chia sẻ sẽ giúp cải thiện không khí gia đình về sức khỏe sức khỏe là một trong những điểm cần chú ý nhiều nhất trong giai đoạn này bản mệnh có thể cảm nhận sự mệt mỏi suy nhược do áp lực công việc và cuộc sống căng thẳng kéo dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần dẫn đến mất ngủ lo âu hoặc cảm giác thiếu năng lượng bản mệnh cần chú trọng đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý ăn uống đầy đủ chất tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ yoga sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể đặc biệt trong thời gian này tránh xa các chất kích thích như rượu bia thuốc lá để bảo vệ gan và hệ tiêu hóa ngoài ra bản mệnh nên dành thời gian cho việc thư giãn và giải tỏa căng thẳng thiền định tập thở sâu và tham gia các hoạt động giải trí nhẹ nhàng cũng là cách để duy trì tinh thần khỏe mạnh giảm bớt căng thẳng từ cuộc sống lời khuyên bản mệnh cần giữ sức khỏe bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ và chăm sóc bản thân đừng quá lao vào công việc mà quên đi việc duy trì một lối sống lành mạnh vận hạn và may mắn trong giai đoạn từ giờ đến cuối tháng 8 âm lịch, bản mệnh có thể đối mặt với một vài vận hạn nhỏ liên quan đến tài chính hoặc các mối quan hệ. Tuy nhiên, những khó khăn này không quá nghiêm trọng nếu bản mệnh biết cách giữ bình tĩnh và xử lý tình huống khéo léo. Về mặt vận may, bản mệnh có thể gặp được một số cơ hội nhỏ về công việc hoặc tài chính. Nếu biết tận dụng và nắm bắt đúng lúc, bản mệnh sẽ thu được một khoản lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên, vận may này thường đi kèm với sự thận trọng nên bản mệnh cần chú ý không được chủ quan để tăng cường vận may bản mệnh có thể tham khảo việc cầu nguyện thắp hương tại các đền chùa hoặc thực hiện các nghi lễ tâm linh nhằm gia tăng phúc khí và hóa giải những điểm xấu bên cạnh đó hãy giữ một tâm trạng lạc quan thoải mái điều này sẽ giúp bản mệnh thu hút được những nguồn năng lượng tích cực lời khuyên vận hạn có thể xuất hiện nhưng chỉ cần bình tĩnh và thận trọng thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết bản mệnh nên tìm cách thư giãn và duy trì thái độ sống tích cực để thu hút vận may. Trong giai đoạn cuối tháng 8 âm lịch, bản mệnh kỷ dậu 1969 có nhiều ngày các lợi, thích hợp cho các công việc quan trọng như ký kết hợp đồng, xuất hành, làm ăn, cúng tế hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình. Dưới đây là 5 ngày tốt nhất, cùng với những hướng dẫn chi tiết về tử vi cho từng ngày. Ngày 22 tháng 8 âm lịch, ngày quý sửu, hành thủy, tổng quan đây là ngày có nhiều các tinh chiếu rọi mang lại vận khí tốt cho bản mệnh ngày quý sửu là ngày hợp với tuổi dậu đặc biệt là với người mệnh thổ như bản mệnh đây là thời điểm thích hợp cho việc lên kế hoạch khởi đầu những dự án mới hoặc tiến hành các công việc liên quan đến tài chính về sự nghiệp ngày này mang đến cơ hội để bản mệnh phát triển sự nghiệp đặc biệt là trong việc mở rộng kinh doanh hoặc hợp tác làm ăn nếu bản mệnh đang có dự định ký kết hợp đồng hay bắt đầu một dự án mới, đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện. Sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến, nhưng bản mệnh cần tập trung, tránh phân tâm bởi những chi tiết nhỏ. Về tài lộc, tài vận của bản mệnh trong ngày này rất vượng, có thể thu được khoản lợi nhuận từ những dự án hoặc đầu tư đã thực hiện trước đó. Tuy nhiên, nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định tài chính lớn, tránh vội vàng. Ngày 25 tháng 8 âm lịch ngày Bính Thìn hành hỏa tổng quan ngày bính thìn mang theo năng lượng mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết giúp bản mệnh cảm thấy tự tin quyết đoán hơn trong công việc và cuộc sống đây là thời điểm tốt để giải quyết những việc quan trọng đặc biệt là các vấn đề liên quan đến pháp lý hoặc thủ tục giấy tờ về sự nghiệp bản mệnh có cơ hội được giao phó những nhiệm vụ quan trọng mang tính quyết định cho sự thăng tiến trong tương lai ngày này rất phù hợp để trình bày ý tưởng mới hoặc thúc đẩy các kế hoạch đang triển khai. Tuy nhiên, cần tránh tranh cãi với đồng nghiệp để duy trì sự hài hòa trong công việc. Về tài lộc, tài chính ổn định và có chiều hướng tăng. Bản mệnh có thể nhận được một số khoản tiền bất ngờ từ những khoản đầu tư cũ. Ngày nay cũng là cơ hội để bản mệnh xem xét lại các kế hoạch tài chính dài hạn và tái cơ cấu để tối ưu lợi nhuận. Ngày 27 tháng 8 âm lịch ngày Mậu ngọ, hành thổ, tổng quan ngày mậu ngọ là một ngày tốt cho bản mệnh thuộc hành thổ. Đây là thời điểm lý tưởng để tiến hành các công việc liên quan đến xây dựng, sửa chữa nhà cửa, hoặc cúng tế, cầu nguyện. Bản mệnh sẽ nhận được sự hỗ trợ từ người khác, khiến mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Về sự nghiệp, ngày này, bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân hoặc đồng nghiệp, giúp giải quyết những vướng mắc trong công việc. Bản mệnh cần nắm bắt cơ hội để hoàn thành những dự án còn dang dở. Đặc biệt, các công việc liên quan đến đất đai, xây dựng hoặc bất động sản có thể thu được kết quả tốt. Về tài lộc, tài chính của bản mệnh có xu hướng khởi sắc. Ngày này thích hợp để thực hiện các giao dịch bất động sản hoặc đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, bản mệnh cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin trước khi ra quyết định đầu tư. Ngày 29 tháng 8 âm lịch, ngày canh thân, hành kim. Tổng quan ngày canh thân mang đến năng lượng cát lợi thuận lợi cho các công việc liên quan đến sự nghiệp và tài chính đây là ngày tốt để bản mệnh tiến hành các giao dịch kinh doanh hoặc đầu tư đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến kim loại công nghệ hoặc kỹ thuật về sự nghiệp ngày này công việc của bản mệnh diễn ra suôn sẻ những khó khăn trước đây dần được tháo gỡ và bản mệnh sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên nếu đang có dự định thay đổi công việc hoặc mở rộng quy mô kinh doanh đây là thời điểm thích hợp để thực hiện. Về tài lộc, ngày này mang lại cơ hội lớn về tài lộc, đặc biệt là các khoản tiền đến từ việc hợp tác làm ăn. Nếu bản mệnh biết cách nắm bắt, lợi nhuận có thể tăng đáng kể. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với những khoản đầu tư có rủi ro cao. Ngày 30 tháng 8 âm lịch ngày Nhâm Tuất, hành Thủy. Về tổng quan, ngày Nhâm Tuất mang đến sự cân bằng và ổn định cho bản mệnh đây là ngày tốt để giải quyết các công việc tồn động hoặc bắt đầu những dự định mới bản mệnh sẽ cảm thấy tự tin hơn tinh thần thoải mái hơn trong việc đối mặt với những thách thức về sự nghiệp công việc trong ngày này diễn ra thuận lợi đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và đổi mới bản mệnh có thể đề xuất những ý tưởng mới hoặc đưa ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề hiện tại tuy nhiên cần chú ý lắng nghe ý kiến từ người khác để đưa ra những quyết định đúng đắn về tài lộc, tài chính có sự ổn định và không có dấu hiệu tổn thất, bản mệnh nên tập trung vào việc duy trì và phát triển các nguồn thu hiện có, đồng thời tránh những rủi ro không cần thiết. Về tình cảm, ngày này tình cảm gia đình bình yên, không có biến cố lớn, bản mệnh nên dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là với những thành viên lớn tuổi để gắn kết và hiểu nhau hơn. Về sức khỏe, sức khỏe tốt nhưng cần chú ý đến chế độ ăn uống và đảm bảo cơ thể luôn đủ nước, tránh các thức ăn quá béo hoặc cay để bảo vệ hệ tiêu hóa. Những ngày tốt này mang lại nhiều cơ hội thuận lợi cho bản mệnh tuổi Kỷ Dậu 1969. Hãy tận dụng những ngày này để tiến hành các công việc quan trọng, đồng thời chú ý chăm sóc sức khỏe và duy trì mối quan hệ gia đình hài hòa. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này. Nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ, ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý anh chị và các bạn để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh. Quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.